Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Khánh giới thiệu với tất cả các anh chị và các bạn bài hát được mang tên là Vùng Lá Me Bay. Bài hát này do ca sĩ Như Quỳnh trình bày. Thì lúc mà ca sĩ Như Quỳnh trình bày thì ca sĩ Như Quỳnh sẽ hát ở tông là mi thứ kẹp cả 4 ngàn 2. Còn nếu mà chúng ta nam thì chúng ta sẽ muốn hát bài này thì chúng ta phải hát ở tông la thứ kẹp cả 4 ngàn 2, hoặc không kẹp cả bô vẫn được nha các anh chị. Đầu tiên các anh chị phải chỉnh dây đàn cho chuẩn là điều đầu tiên. Sau đó các anh chị phải luyện hợp âm bên tay trái, có nghĩa là những hợp âm nào các anh chị chơi thì chúng ta sẽ luyện tập, có nghĩa là chuyển như thế này là thứ là tông nam nha các anh chị. Đó, chúng ta phải chuyển nhường nhuyễn này, cái nào Khánh cũng nói như vậy. Tại vì sao chúng ta phải chuyển tay trái? Bởi vì ví dụ những hợp âm nào các anh chị chuyển không được là chúng ta sẽ bị rớt nhịp. Rớt nhịp thì chúng ta đàn và hát không được. Đó. Và Khánh nhắc nhở tất cả các anh chị là khi các anh chị mà muốn chơi một bài hát, các anh chị mở ca sĩ lên, các anh chị nghe vài lần, các anh chị hát theo vài lần đi, để cho chúng ta quen với cái nhịp của bài hát và quen với lại cái tông của ca sĩ cũng vân 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 các thứ, để chúng ta quen rồi chúng ta sẽ chơi nó rất êm và nó không bị dấp. Chúng ta phải nghe bài hát đó nhiều lần nha. Còn các bạn nào mới tập chơi thì chúng ta phải cố gắng chuyển nhuần nhuyễn như hôm nay thôi, bắt buộc. Tại vì Khánh chơi lâu rồi, Khánh nên là không mới học âm này, Khánh ngày nào Khánh cũng chuyển nên là Khánh chuyển rất là nhanh. Đó, thì các anh chị phải chuyển thôi, bắt buộc là chuyển tay trái trước. Sau đó Khánh nói về cái ta bài này đánh thì blue đi. Người lúc là bát nè, 3 1 2, móc chung lúc vậy, 3 bát 3 1 2 3, cũng như cái chân của chúng ta nè, cái chân chúng ta nhịp xuống nè, bát nè là nhịp chân xuống nè, bát 3 giữa chân lên, 1 2 nhịp chân xuống, 3 giữa chân lên. Đó, các anh chị thấy không ạ? Chúng ta chuyển hợp âm rồi chúng ta mới đánh điều blue nha. Điều blue bát 3 1 2 3. Đó là cái điều đơn giản nhất, cơ bản nhất mà con chị có thể chơi được bài này. Bởi vì bài này chuyển hợp âm rất nhanh, và nếu mà đánh theo điệu bolero thì chúng ta sẽ không có, ít có khi nào mà các bạn anh chị nào mà chuyển được hợp âm nhanh lắm. Nên là chúng ta đánh điệu blue trước, sau đó chúng ta quen rồi chúng ta sẽ đánh điệu bolero. Và Khánh sẽ nói thêm về bùm chắc đập chắc, những cái nốt, những cái gì mà Khánh nói nhanh quá thì anh chị bao lại ghi lại nha. Dây bass của dây là thứ là dây 5 nè, đô thứ là dây 5 nè, đô trưởng là dây 5 nè, mi 7 là dây 6, pha dây 6, son dây 6, rê dây 4. Những cái này thì bass thì các anh chị bỏ vô, là chắc đó, chắc hay 3, 1, 2 gì đó thì các anh chị cứ móc đúng dây của nó. Đánh phím cũng đánh vậy thôi, bùm tưng chắc, tưng bùm chắc đập chắc. Bây giờ Khánh sẽ chỉ nâng cao thêm phần bên tay phải. Bùm thì chúng ta sẽ đánh bùm nè, để chúng ta rát chắc. Bởi vì cái này là khúc đầu của bolero, khúc đầu bolero phăng á, nên giờ chúng ta sẽ rất là khó bắt nhịp, nhưng mà chúng ta phải bắt bùm rát. Khi mà kết thúc cái rát này, cái rát này chúng ta đấm lại vậy nè, chúng ta bung bung ra, bung 4 ngón luôn. 4 3. Bùm. Đó. Xoay bàn tay ra. Đó. Rồi không là chắc thì chúng ta giật lên, móc lên và chúng ta đá lên thì cũng được. Nhịp chân khi mà cái cố này xong là nhịp chân nè, bùm rát là nhịp chân nè, chát là giơ chân lên, bùm rát chát. Rồi đó các anh chị, đầu tiên chuyển tay trái, sau đó tập nhịp tay phải, sau đó chúng ta nghe ca sĩ, chúng ta đánh khoan hát, chúng ta đánh hết một vòng của hợp âm, tất cả hợp âm này cho quen cái điệu cái nhịp, xong rồi chúng ta mới nhảy vào hát. Thì
Nam thì chúng ta tập với lại ngón của nam, còn nữ chúng ta tập ngón của nữ. Thì tập cái gì cũng vậy, rất là bổ ích cho các anh chị thôi. Các anh chị cũng sẽ phải chuyển được giọng âm nó êm hơn, nó nhanh hơn, và chúng ta sẽ chơi được tốt hơn. Rồi tai chúng ta sẽ dẻo hơn, và rồi chúng ta sẽ giao lưu, và chúng ta sẽ chơi được một cách rất là nhuần nhuyễn, hát được cũng như là làm cái gì cũng được cả. Còn dạo cơ bản thì la thứ thì chúng ta sẽ có ba hợp âm dạo, đó là la thứ, la, rê, mi bảy. Vậy là còn mi thứ thì có mi thứ bắt đầu vào mi nè, rồi xuống la thứ, rồi qua si trưởng si bảy nè. Đó tông nữ, đó mi thứ là của tông nữ, còn na thứ là tông nam. Ok chưa? Khánh có nói nhanh quá, các anh chị phải nghe, phải ghi lại cho cẩn thận nha. Những cái bước chúng ta phải thực hiện, những cái bước đó, những cái bước đó là một hoàn chỉnh nhất để chúng ta chơi một cách tốt nhất. Nè, Khánh không đòi hỏi các anh chị phải chơi quá nhiều, và các anh chị nào mới tập chơi thì cứ tập chậm chậm thôi, không cần phải tập nhanh. Chậm chậm thì tai chúng ta sẽ nhuyễn đều và bấm chuẩn nốt. Còn các chị nào chơi quá pro rồi thì các anh chị cứ tập thoải mái, không có cần phải comment hay nhận xét gì cả. Khánh rất cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này. Và bây giờ Khánh sẽ đàn và hát cái video này và cách kết hợp giữa những cái gì mà Khánh mới hướng dẫn. Chỉ là hát thị phạm cho bài này thôi, bởi vì bài này của nữ, nhưng mà chúng ta nam thì thích hát thì vẫn hát bình thường nha. Các anh chị cứ tập luyện để mà một ngày chúng ta chơi được nhiều bài thì chúng ta sẽ dẻo ngón tay chúng ta, và chúng ta sẽ có thể là sẽ hát được tốt nhất và hát rất là hay, có thể hay khá rất là nhiều. Và Khánh xin chúc cho tất cả mọi người sẽ luyện tập được những cái gì mà Khánh hướng dẫn, cũng như là chúc cho tất cả chơi guitar và có thời gian vui vẻ bên cây đàn guitar của mình, có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái dịp những cái bài hát mới. Khánh hướng dẫn.